Vào vào con. Đẹp đó. Chào con. Đi lên đi view con nhà. Cái quái thế này mới ý nghĩa chứ. Ôm à con, ôm à. Đi cẩn thận con, thở bổ con, thỏ. Đi chậm thôi. Đẹp, đẹp đó. Đẹp lắm. Đây đây là phòng khách à? À không được. À. Đẹp lắm. Phơi. Phơi đây mày đẹp. Đẹp. Đang xèo xèo nữa, đang ăn rã được luôn. Làm đẹp đấy. Một phòng, hai phòng. Dạ, phòng à, đẹp rồi. Đẹp dương ạ. Một từ đẹp. Quý thiết kế à? Đẹp nhỉ. Quý lòng mênh mông à. Thoải mái rộng. Nhà hai phòng.